Ngươi có hiểu những gì được viết ở trên không? Sư phụ, ngài trước đó nói với ta, thành tiên chi pháp là nội đan ngoại đan song tu, mới có thể thành tiên, nhưng nó không đúng, trên này không có cái gì gọi là nội đan cả. Cái gì? Tin chuẩn thầy nhé. Nếu chẳng may ta nói sai gì đó nên bị lộ, thì chi bằng dứt khoát nói thẳng ra. Hơn nữa ta cũng không nói sai, đây chính là sự thật. Công pháp thành tiên tào lao kia là do cái bình hoa tạo ra, căn bản chính là giả. Tiếp theo là phiên bản ta đã biên soạn. Chẳng trách đã lâu như vậy ta vẫn không thành tiên. Chẳng trách nhà đầu này nói đồ vật trong thiên thư sẽ thay đổi, căn bản không theo quy tắc, hóa ra là vì thế này. Vậy ngươi nói, trên thiên thư này viết cái gì? Là một bộ công pháp nội công, phía trên nói, nhất định cần ở năm cũ chưa qua, năm mới chưa đến, phối hợp mấy loại ngoại đan và đồng thời tu luyện, mới có thể đem thiên đạo truyền vào thế gian, chặn lại một cỗ chí tiên giới linh khí, hút vào trong cơ thể sẽ đắc đạo thành tiên. Còn có một số loại đan dược, có thể nói đây là một đan phương, cần chu sa 2 lượng 4 tiền, bạch tiền tử 1 tiền, thạch tín 1 lượng 2 tiền, còn có du lão gia. Sư phụ, du lão gia là dược liệu gì? Nhóc con à, nhà đầu kia đã gạt ta rồi. Chẳng lẽ người cũng muốn gạt ta sao? Sư phụ, đây chính là phương pháp thành tiên. Ta sao có thể gạt ngài chứ? Ta cũng muốn thành tiên mà. Vậy lần này, sư đồ chúng ta cùng nhau thành tiên. Đây là sự thực sao? Sư phụ, cái này thật có thể chứ? Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ. Đan dược cứ để đó đã. Người trước tiên đem bộ công pháp kia nói cho ta. Hai sư đồ chúng ta sẽ luyện nó. Sau khi nắm vững thì chúng ta sẽ luyện đan. Vâng, sư phụ. Là một người hiện đại đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, nên việc tạo ra một bộ công pháp đối với hắn dễ như trở bàn tay. Lý Hòa Vương ở trong phòng đan dương tử rất lâu, mãi đến tận đêm khuya mới về. Đừng lo, hãy chờ tin vui của ta. Các ngươi sẽ sớm được về nhà. Lý sư huynh, ngươi chính là cha mẹ tái sinh của ta. Ngươi chính là một vị Bồ Tát sống. Chưa hôm nay nếu không nhờ vào các ngươi thì ta đã chết rồi. Vậy nên đứng dậy đi, đừng quỳ ở đó nữa. Lý sư huynh, ta diễn rất tốt đúng không? Đan dương tử ngu ngốc kia, vị ta xoay vòng vòng đúng không? Quả thực, diễn không tệ. Nếu ngươi không làm như vậy, thì còn lâu đan dương tử mới bỏ qua. Lý sư huynh, ngươi không sao chứ? Hắn thật không làm khó ngươi sao? Hắn hiện tại muốn ta phiên dịch nội dung trên thiên thư cho hắn, nên ta có thể có chuyện gì chứ? Sắp qua ngày mùng 1 rồi, dù lão gia kia sẽ sớm họp chợ về. Chúng ta nói ngắn gọn, trong các ngươi có ai biết câu chuyện tương tự dù lão gia không? Lý sư huynh, ta biết một cái. Lý sư huynh, ta họ Triệu, tên Ngũ, cứ gọi ta là Triệu Ngũ. Ta nghe họ hàng của ta có nói qua một loại tà môn đồ vật, giống ngươi nói, gọi là đại lão lão. Đại lão lão, trông như thế nào? Xin Lý sư huynh, đừng lớn tiếng như vậy, nói nhỏ một chút, thứ này rất tà dị. Ta nghe nói, đại lão lão sẽ nghe được, nếu ngươi thường xuyên nhắc đến chúng thì chúng sẽ tìm đến ngươi. Ta nghe biểu ca ta nói, dáng vẻ của nó ở trong mắt của mọi người không giống nhau. Có người thì bảo là có lỗ tai dài, có người thì bảo rằng là một lão nhân sắp chết. Nhưng điều tương tự duy nhất là, bất cứ ai chỉ cần ở với chúng một lúc, thì người đó cũng sẽ trở thành đại lão lão. Nơi này thật đúng là kỳ quái, có đủ thứ loại đồ vật kỳ lạ. Được, còn nữa không? Có, còn có công bà ngư, phần này cũng tà môn. Người biết khá nhiều đó, đa tạ, những tin tức này rất hữu ích. Đây đều là chuyện ta nghe được từ biểu ca của ta. Hắn là người thích ngao du, ở đâu cũng đã đi qua, nên biết rất nhiều. Được rồi, gần đến giờ rồi, ta sẽ quay lại, các người chờ tin của ta nhé. Ta cũng biết. Nội ngoại đại tiểu chu thiên công pháp mà ngươi nói, ta gần như đã luyện xong rồi. Ngươi đem đan phương kết hợp nói ra đi. Vâng, sư phụ. Đại lão lão, hai cái, luyện hóa tinh hoa. Sư phụ, đó là cái gì? Hóa ra là vậy sao? Thành tiên chi đạo thế mà cần dùng đến loại âm tà này. Sư phụ, đại lão lão là cái gì? Ngươi đừng quản, tiếp tục nói đi. Công bà ngư một con, lấy tay nó ngâm vào 2 lượng thạch tín. Những điều ta học được từ Triệu Vũ, kết hợp với kiến thức hiện đại, cuối cùng mất cả đêm mất sức không ngủ, tập hợp lại tạo ra một bộ công pháp thành tiên. Ta nhất định sẽ để người thành tiên. Đúng, không sai được, thạch tín thiên hàn, nhất định phải có công bà ngư khô nóng trung hòa. Rất hay, còn có dùng du lão gia nhập đan nữa. Tại sao trước đó ta không nghĩ tới chứ? Người có thể nhập đan, thì sao những âm tà chi vật này không thể chứ?
Khi Dương Tử thông minh thì hắn rất thông minh, nhưng khi hắn ngu thì hắn thực sự rất ngu. Hắn ta không tin ai cả, chỉ tin vào những thứ hắn nghĩ ra trong đầu mình. Nếu có thể diễn đạt nó bằng một từ thì đó sẽ là mê tín. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đan Dương Tử đang làm trò gì vậy? Ta có chỗ nào sơ suất sao? Lẽ nào hắn phát hiện rồi? Lẽ nào hai thứ này đến đây để giúp hắn tìm đan dược? Nhóc con, đừng lo. Mặc dù đồ vật trên thiên thư rất khó có được, nhưng cũng không làm khó được sư phụ ngươi đâu. Vi sư ở bên ngoài vẫn còn có người. Sư phụ nếu như muốn thành tiên, thì em rằng trên đời không có chuyện gì có thể làm khó được ngài. Nhưng sư phụ, vừa rồi là cái gì vậy? Nhóc con, người vẫn phải học nhiều lắm. Vật này chính là Du Lão Gia mà trên thiên thư đã viết. Nơi này rốt cuộc là một thế giới thế nào? Cái gì mà đại lão, cái gì mà Du Lão Gia, nhìn thế nào cũng không giống một vật bình thường. Nếu không phải lúc ăn cơm ta ăn được một miếng thịt heo với một cái đầu dê bình thường, thì ta thực sự gần như đã nghĩ, không có sinh vật nào trên thế giới này là bình thường. Ai, vật này là một bảo bối tốt. Đạo gia ban đầu đã tốn rất nhiều công sức để cướp nó. Cướp? Tất nhiên là cướp, không cướp thì người ta sẽ tặng không cho ngươi sao? Hừ, chúng ta không có, người ta có thì làm thế nào? Cướp? Khi ta mới 5 tuổi, một kẻ ăn xin lớn tuổi hơn ta đã cướp một chiếc màn thầu thiêu từ trong tay ta. Khi còn trẻ, ta đã cướp vợ, cướp ngựa, cướp tiền. Về sau ta cướp công pháp, cướp pháp khí, cướp đệ tử. Thậm chí toàn bộ Thanh Phong Quán đều là ta cướp. Ngươi có thấy tượng tổ sư gia kia nói gì không? Nhưng sư phụ, không cướp được thì phải làm sao? Không cướp được, cướp không được, ngươi không biết lập nhóm cướp sao? Tại sao ngươi biết chữ mà đầu óc lại ngu dốt như vậy? Lập nhóm cướp không được thì hạ dược, hạ dược không được thì dùng âm vật. Sư phụ cả đời anh minh. Ta không biết chữ thì làm sao? Ta ngộ tính thấp thì làm sao? Nói ta ngoại đạo, không có đạo tâm. Đợi ta thành tiên, ta sẽ khiến những kẻ đó mở mắt, để chúng xem là ai không có ngộ tính, ai không có đạo tâm. Một thời gian sau, Lý Hòa Vượng hầu như luôn sống và ăn uống cùng Đan Dương Tử, toàn tâm toàn ý tạo ra một công pháp thành tiên giả trên thiên thư. Sau đoạn thời gian này, Lý Hòa Vượng ở trong bóng tối không ngừng hoàn thiện, làm cho công pháp thành tiên ngày càng đáng tin hơn. Những đồ vật mà Lý Hòa Vượng nói rất nhanh được đưa đến. Chỉ thấy bộ lông màu đen lại thêm chút sáng trắng. Lý Hòa Vượng ngoại trừ cảm thấy buồn nôn ra, còn cảm thấy kinh ngạc với thực lực của Đan Dương Tử. Hắn vậy mà thực sự lấy được chúng. Sư phụ, chúng ta khai lô sao? Không vội, còn một khoảng thời gian nữa mới đến Tết. Đi, chúng ta đi ăn lễ tất niên đã. Sao lại đi ăn lễ tất niên? Giữa hai cái này có quan hệ sao? Tại sao không dọn bát đua cho đệ tử đã khuất? Bày hết ra đây, để bọn chúng quay lại ăn Tết. Nhân bánh là tóc mỡ rau hẹ, thơm. Đây là cái gì? Một văn tiền, điểm tốt điểm tốt. Hôm nay là giao thừa, hãy buông lỏng một chút, ăn nhiều một chút. Các người đã được sinh vào thời điểm tốt, được ăn sủi cảo ngon như thế này. Khi ta ở độ tuổi của các ngươi, ta thậm chí còn không biết sủi cảo trông như thế nào, chỉ nghe nói là nó ăn rất ngon. Sau đó, vào dịp Tết của một năm nọ, ta ngửi thấy mùi cơm thơm của nhà người khác. Khi xông vào mới biết hóa ra sủi cảo trông như thế này. Khi đó, chỉ có cô con gái xinh đẹp của gia đình đó ở nhà. Ta liền vung một đao thật mạnh, cô ta liền mơ hồ ngồi sụp xuống. Rồi ta liền ăn sạch 2 cân sủi cảo. Lúc đó nhà họ cũng làm sủi cảo nhân tóc mỡ và rau hẹ. Ai, ngươi cũng là một đứa trẻ khổ mạnh. Ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Đến, hãy nhớ đặt nó dưới gối và cất giữ cẩn thận. Khi ta ở độ tuổi của các ngươi, nhưng chưa có người lớn tuổi nào cho ta lì xì cả. Ngươi không cần phải ăn mừng năm mới nữa. Sư đồ chúng ta sẽ cùng nhau trở thành tiên, cùng thiên địa đồng thọ. Sư phụ nói rất đúng. Đi, về phòng luyện đan, khởi lô luyện đan. Nhóc con à, ngươi tới đốt lửa đi. Tuân mệnh, sư phụ. Ta đã đặt mọi thứ ta có thể nghĩ ra vào đó. Thả nhiều nguyên liệu như vậy, ăn vào tuyệt đối sẽ chết, không thể nào sống được.